Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình của chúng tôi. Hà Nội đã vào thu rồi, anh có biết không? Lá vàng đỏ rụng rơi dài cuối phố. Heo mây khẽ thổi qua con ngõ nhỏ, nơi có em đang ngóng đợi anh về. Nhiếp ảnh gia Bình Phạm được biết đến với nhiều bộ ảnh đường phố sống động và dí dỏm, trong đó không thể nhắc đến Hà Nội. Hà Nội. Điều gì đã tạo ra sự khác biệt cho Hà Nội? Điều gì khiến những người đi xa đều khắc khoải nhớ về? Và điều gì khiến một người đàn ông xa xứ quay trở lại? Xin chào anh Minh Phạm ạ. À, mời Chào anh em. giới thiệu mình một chút với khán giả của báo điện tử VOV ạ. Vâng, tôi tên là Minh, họ của tôi là Phạm. Tôi rất là vui hôm nay được có cơ hội để nói chuyện với Uyên về cuốn sách Hà Nội, Hà Nội. Và đây là cũng là đầu mùa thu và đó là một cái thời điểm mà rất là quan trọng trong cuộc sống của tôi. Mẹ tôi thường thường nói về mùa thu, nhưng mà khi mà sống lên ở Sài Gòn thì tôi không thể nào tưởng tượng mùa thu lên gì hết cả. À, vậy thì phải 2 năm nay khi trở lại Việt Nam anh mới biết thế nào là mùa thu Hà Nội đúng không ạ? Đúng rồi. Và Hà Nội đang vào thu rồi đấy anh Đúng rồi. ạ. À, về bộ ảnh về về tập sách ảnh Hà Nội Hà Nội, ý tưởng này đã được ra đời như thế nào ạ anh đi? Cái ý tưởng mà quan trọng nhất là xây một nhịp cầu, nguyên ạ. Một nhịp cầu giữa Hà Nội của ký ức cũ của tôi và một Hà Nội hiện đại. Cái cầu thứ hai là nối liền về hòa bình và chiến tranh. Tại vì tiền bán sách sẽ cho những nạn nhân chất độc màu cam. Và đó cũng là một cái nhịp cầu để tôi tìm về một cái Hà Nội của bố mẹ tôi, qua những câu chuyện của mẹ tôi kể về mùa thu chẳng hạn, mùa đông chẳng hạn. Tôi không thể nào tưởng tượng đó cho tới khi mà tôi qua Mỹ đi học. Vậy thì khi mà thực hiện bộ ảnh Hà Nội thì hình ảnh nào đã in đậm trong tâm trí anh? Tôi nghĩ là giữa một cái Hà Nội của ký ức của tôi và Hà Nội hiện đại thì có rất là nhiều hình ảnh giữa hai thế cực, hình ảnh của sự vui tươi, hình ảnh của một sự thờ ơ, hay là hình ảnh của một qua con mắt rất là buồn của một thiếu nữ, hay là một hình ảnh của một bà cụ rất là đơn độc ở góc phố. Nhưng mà ngoài ra còn có cái hình ảnh của cái nghị lực của cái thế giới trẻ mà tôi khám phá ra ở Hà Nội. Vậy Hà Nội đã mang lại cho anh cảm xúc như thế nào sau khi mà thực hiện bộ ảnh này? Cảm xúc của tôi là như là tôi chưa bao giờ rời Hà Nội hết cả. Cảm xúc của tôi đã tìm được đường về, và đây là nhà của tôi. Lần đầu tiên anh đặt chân quay trở lại Hà Nội là khi nào ạ? Vào đầu năm thập niên thế kỷ 90 em ạ. Tôi về đây với mẹ tôi. Lúc đó tôi đi công tác ở Campuchia thì tôi mới hẹn mẹ tôi ở Thái Lan. Thì mẹ tôi bay từ Mỹ qua Thái Lan, sau từ đó tôi với mẹ tôi về Hà Nội. Chúng tôi về đây thăm họ hàng, đi 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 viếng cảnh trong một tuần. Thì đó là cái năm đầu tiên mà chúng tôi về, tôi với mẹ tôi về đây. Vậy thì ký ức đầu tiên mà anh có về Hà Nội trong những năm 90 như thế nào ạ? Tôi nhớ là trong nguyên một cái 2 ngày đầu tôi không nói gì hết nhiều, tôi tại vì tôi chỉ nhìn và tôi quan sát. Tôi muốn thật sự là hưởng cái sự yên lặng đó để tôi hiểu cái không gian mà của mẹ tôi sống như thế nào. Tôi muốn tôi nhìn cái sự phản ứng của mẹ tôi với gia đình, cái sự phản ứng của mẹ tôi khi bà ta đi qua đi lại, bà ta đi ăn uống. Tôi cảm tưởng như là
cũng như tôi, mẹ tôi đã trở về nhà. À, vậy đã sống ở rất nhiều thành phố thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau, thì bằng cái quan sát và trải nghiệm cho anh nghĩ là điều gì đã tạo ra sự khác biệt của Hà Nội? Tôi nghĩ là có nhiều Hà Nội lắm em ạ. Có Hà Nội của giới trẻ, có Hà Nội của ẩm thực, có Hà Nội của mùa thu chẳng hạn, có Hà Nội của ký ức về chiến tranh nữa. Thành ra có bao nhiêu Hà Nội đó, tôi nghĩ là mỗi người có một cái cách nhìn và cái là cái bổn phận của họ là họ phải đi tìm cái Hà Nội của chính họ. Còn cái Hà Nội của tôi là cái Hà Nội của bố mẹ tôi. Và tôi có trở về Hà Nội thăm gia đình ở đây từ thập niên 90 cho đến bây giờ. Chúng tôi sống ở Á Châu trong một thời gian khá dài. Và trong những năm mà chúng tôi sống ở Á Châu thì chúng tôi thường trở về Hà Nội. Vậy thì có thể thấy là cái quãng thời gian mà anh dành cho Hà Nội cũng không quá nhiều. Vậy thì tình cảm của anh với Hà Nội là tình cảm của một du khách, của một chuyên gia, của một người vãng lai hay của một người xa xứ nhớ về nhà? Tôi nghĩ là cả hai, cả ba ấy. Tôi là một người du khách, tôi là một người sống ở Hà Nội, tôi là một người Bắc, tôi là một người nói tiếng Việt, tôi là một người nói được tiếng Anh, tôi là một người làm việc cho một cơ quan Liên Hiệp Quốc. Nhưng mà cái mối tình của tôi nhìn qua Hà Nội với một cái mối tình của một người Việt đã trải nghiệm một cuộc sống ở ngoại quốc khá xa, khá lâu. Góc nhìn này có gì khác biệt hả anh? Nó cho tôi, nó làm cho tôi suy nghĩ thêm là về tính chất của con người. Dù là người Hà Nội, dù là người Châu Phi, dù là người Indo, dù là người New York, cái bản chất con người đi đâu mình cũng gặp như vậy. Vậy người Hà Nội thì sao anh? Người Hà Nội thì ở bên ngoài tôi thấy là khó và có thể là hiểu được, nhưng một khi mà mình đã đề cập nói chuyện thì đã trong khoảng 5-10 phút sau là tôi nghĩ là tôi có một cái nhịp cầu và tôi có một cái sự hiểu biết đối với người đó. Vậy là bên ngoài thì có thể lạnh nhưng bên trong thì là ấm áp hả anh? Rất là ấm áp. Dạ. Hà Nội khi mà anh đến với mẹ của anh là Hà Nội của mẹ anh, Hà Nội vào những năm 90. Thế còn bây giờ thì sao? Hà Nội bây giờ là của anh, Hà Nội là của bây giờ của những thập niên 20 rồi. Hà Nội này đã khác như thế nào ạ? Hà Nội này là Hà Nội của một sự đổi mới, của một cái nghị lực là để tiến tới, một cái nghị lực để là catch up với những cái gì mà là mình đã mất trong cái cuộc chiến trong quá khứ. Đó là cái Hà Nội mà tôi tìm thấy khi mà tôi trở về. Tôi đã từng nghe vài người phàn nàn là Hà Nội ồn đã, xô bồ và chật hẹp. Có người hứa nghỉ hưu sẽ lập tức rời Hà Nội. Tôi cũng nghe vài người say mê nói Hà Nội đẹp lắm, trầm lặng, nghỉ hưu nhất định phải tới Hà Nội. Cùng một thành phố nhưng có thể khác nhau trong suy nghĩ và trải nghiệm của nhiều người, nhưng Hà Nội vẫn rất Hà Nội. Càng sống, càng trải nghiệm với Hà Nội thì thành phố này lại càng trở nên gần gũi, gắn bó và trở thành một phần trong cuộc đời của mỗi người. Xin cảm ơn nhiếp ảnh gia Minh Phạm vì những câu chuyện mà anh đã chia sẻ trong ngày hôm nay. Hy vọng là khán giả cũng có những câu chuyện của riêng mình với Hà Nội để kể với báo điện tử của VOV ở phần bình luận phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại. Tại là anh toàn là những người yêu Hà Nội mà thôi, chưa có ai là không thích Hà Nội. Anh chưa gặp người nào không yêu Hà Nội cả. Một ngày mùa đông, một người Việt Nam ra bên dòng sông, nhớ về cội nguồn, nhớ về đoạn đường từ đó ra đi, nhớ về biển rộng, thuyền ghe lướt sóng, nhớ về nghìn trùng.
nói dối của chị.